Nhân dân cha và con và thánh thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng trên. Thưa quý ông bà và anh chị em, nào ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại rồi, Chúa đã sống lại thật rồi, Chúa hằng sống. Đó là tin mừng phục sinh. Đó là tin mừng mà chúng ta cử hành đặc biệt trong ngày đại lễ phục sinh hôm nay. Tin mừng này ban cho chúng ta đầy dạng niềm vui, sự bình an và sức mạnh. Thì chúng ta tạ ơn Chúa, được làm con cái của Chúa, được đón nhận tin mừng phục sinh. Và xin cho tin mừng phục sinh này luôn ban tràn đầy trong tâm hồn của chúng ta, gia đình của chúng ta, cộng đoàn giáo xứ của chúng ta và trên thế giới. Xin cho đời sống của chúng ta luôn tràn đầy niềm vui, sự bình an đích thực của tin mừng phục sinh của Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta dân thánh lễ ngày hôm nay tiếp tục cầu nguyện cho thế giới dẫu đang trải qua biết bao nhiêu sự nguy hại, khó khăn, thử thách, đau khổ của cơn đại dịch coronavirus, nhưng xin cho tin mừng phục sinh ban tràn đầy niềm hy vọng và niềm tin tưởng vào Thiên Chúa là đấng toàn năng yêu thương nhân loại, yêu thương con người. Chúng ta cầu nguyện cho đất nước chúng ta đang sống, địa phương, gia đình, người thân yêu, giáo xứ của chúng ta mau vượt qua cơn đại dịch này, cũng được ơn chữa lành và nhất là tình yêu thương, nhân ái, quan tâm, khích lệ nhau trong những lúc khó khăn, thử thách này. Chúng ta về cầu nguyện cho cao đoàn phục sinh, một hội đoàn trong giáo xứ của chúng ta mừng bổ mạng trong dịp lễ Chúa phục sinh. Và sau đây là các anh chị xin lễ riêng. Chị Lan xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình và xin cho thế giới mau qua cơn đại dịch. Vivi xin lễ dỗ cho linh hồn Du Xe. Gia đình Hiệp Liễu xin cầu nguyện dỗ cho người ba của anh Hiệp, linh hồn Ignatius, và cầu bình an cho ba mẹ và toàn gia đình. Gia đình các con cháu của ông bà Lưu Quang Anh xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse và Maria. Gia đình ông bà Hoàng Phúc xin lễ tạ ơn. Và các sơ xin lễ tạ ơn, cầu bình an cho toàn thể hội dòng và cộng đoàn. Chúng ta xin ngừng thống hối những tội lỗi chúng ta và xứng đáng tham dự cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi ngày. Vì vậy tôi xin Đức và Maria trọn đời đồng chinh, ca thiên thần, ca thân và anh chị em, khẩn cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin đi Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng con cùng Thiên Chúa.
Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay Đức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Nay chúng con đang hoan hỷ mừng người sống lại. Xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Đấng Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần để muôn thuở muôn đời. Sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: Nhưng anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê-a, khởi đầu từ Galilea, sau khi Gioan rao giảng phép rửa. Ấy là Chúa Giêsu thành Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà sức dầu cho người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám. Bởi vì Thiên Chúa ở cùng người, và chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì người đã làm trong nước Do Thái và tại Jerusalem. Người là đấng người ta đã giết treo người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho người sống lại. Và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng. Thiên Chúa đã tuyển chọn trước. Chính chúng tôi đã ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Và người đã truyền cho chúng tôi, rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính người đã được Thiên Chúa tôn làm quan xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về người rằng tất cả những ai tin vào người thì nhờ danh người mà được tha tội. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Đáp ca: Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. Cảm tạ Chúa vì Chúa hằng sống, vì đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xuống lên, đức từ bi của người muôn thuở. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. Tay gươm Chúa đã hành động mạnh mẽ, tay gươm Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. Phim đã mà người thơ xây lại đó, đã biến nên tàng đã góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-lô-sê. Anh em thân mến,
anh em đã sống lại với Đức Kitô. Anh em hãy tìm những sự trên trời nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa.
Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ, cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng phủ lại để riêng một chỗ. Bấy giờ người môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh thì người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn, ngày hôm nay cùng với hội thánh chúng ta mừng đại lễ Chúa Phục Sinh. Mừng đại lễ Chúa Phục Sinh là mừng lễ niềm vui chiến thắng. Vậy ai chiến thắng? Và đây là sự chiến thắng cái gì? Chắc chắn chúng ta mừng lễ Chúa Phục Sinh, chúng ta mừng vui Chúa chiến thắng. Thiên Chúa đã dựng nên trời đất và Thiên Chúa là Đấng đã ban con một của Ngài Jesus Kitô cho chúng ta. Và Đức Jesus Kitô đã đón nhận cái chết bằng sự ưng thuận, sự tự do để bày tỏ sự vâng phục dâng lên Thiên Chúa Cha, bày tỏ lòng yêu mến dành cho Thiên Chúa, dành cho con người. Và cho dẫu đón nhận cái chết nhục nhã trên cây thập giá, bị chốt vùi trong mộ, nhưng Đức Giêsu Kitô đã được Thiên Chúa tôn vinh cho sống lại. Thiên Chúa là Đấng chiến thắng thần chết. Đức Giêsu Kitô, Ngài cũng là Đấng tự phục sinh. Bằng sự phục sinh của chính mình, Ngài đã bày tỏ Ngài là Thiên Chúa, Ngài chiến thắng thần chết. Mừng đại lễ phục sinh là mừng sự chiến thắng. Chúng ta còn tin vào sự chiến thắng nào nữa? Xin thưa Chúa dạy cho chúng ta biết sự chiến thắng của ân sủng. Tội lỗi đã gây nên cái chết. Thiên Chúa chiến thắng sự chết là Thiên Chúa chiến thắng tội lỗi, sự ác và sự dữ. Bằng cái sự ác, sự dữ mà chúng ta thấy ở nơi thập giá, nơi vũ khí chiến thắng thần chết, nơi thập giá, Chúa Giêsu sống lại. Ngài bày tỏ quyền năng ân sủng của Thiên Chúa, yêu thương con người, yêu thương nhân loại còn lớn lao hơn sự tàn phá của tội lỗi, sự ác và thần dữ. Tội lỗi đã gây nên những sự bất hạnh cho con người, gây nên những tổn thương, những sự rạn nứt, những sự sợ hãi cho con người. Tình yêu của Thiên Chúa, ân sủng của Thiên Chúa lại tràn đầy, lại tuôn trào và mạnh hơn sự ác và sự dữ. Thiên Chúa đã ban cho những ai được đón nhận tin mừng phục sinh, tin vào Ngài, được ân cứu độ, được làm con cái của Thiên Chúa. Và trong cuộc sống, đã biết bao nhiêu lần tội lỗi đã để lại những hủy lụy và bày tỏ qua đời sống, thái độ của lòng kiêu ngạo, sự ích kỷ, sự gian dối, sự hiềm khích, sự hận thù. Nhưng ân sủng của Thiên Chúa ban ân thương xót tha thứ để chữa lành chúng ta, để canh tân đổi mới chúng ta. Và biết bao nhiêu lần chúng ta đã thấy, những lần chúng ta đã vấp ngã, đã gục ngã trước tội lỗi, thì ơn Chúa lại vực chúng ta dậy để chúng ta có thể được căn tân, trở nên một con người mới, để làm chứng cho sức mạnh
tin mừng yêu thương của Chúa và tin mừng phục sinh. Và chúng ta thấy nhìn vào gương sáng của các thánh, hội thánh, biết bao nhiêu các vị thánh cũng đã có những sự lầm lỡ, đã có những sự vấp phạm, đã có những sự sa ngã, nhưng ơn sủng của Thiên Chúa đã cứu các ngài, đã lôi kéo các ngài về đường chân lý, về tình yêu, và ơn sủng đó gìn giữ các ngài để các ngài trung kiên trong đời sống của Chúa và loan truyền tin mừng phục sinh. Mà chúng ta sẽ được tiếp tục lắng nghe những bài tin mừng và những giáo huấn, và cụ thể sắp tới đó là chúng ta thấy gương sáng của Thánh Phaolô. Ngài đã từng là người đi bắt hại hội Thánh Chúa, muốn giết hại những người Kitô hữu, nhưng mà ân sủng của Thiên Chúa Đức Kitô phục sinh đã cứu ngài, giải thoát ngài, cho ngài nhận ra ánh sáng chân lý và tình yêu của Đức phục sinh, để rồi suốt đời Thánh Phaolô là làm chứng, là loan truyền tin mừng phục sinh, cho dẫu ngài bị bắt hại bởi người đồng hương, cho dẫu gặp phải những sự khốn khó, những sự thử thách nguy hiểm trên đường truyền giáo, nhưng chúng ta biết quyền năng của ân sủng và tình yêu được phục sinh gìn giữ ban cho Thánh Phaolô, và tình yêu đáp trả của ngài đã làm cho ngài vượt thắng những sự hận thù, những sự ích kỷ và những nguy hiểm khốn khó, thử thách hay cuộc bắt hại mà ngài phải hứng chịu. Đấy là sức mạnh của ân sủng, thắng tội lỗi, sự hận thù và sự ác. Chúng ta biết nhìn vào biến cố phục sinh, chúng ta cũng thấy sự chiến thắng, tình yêu vượt qua đau khổ, vượt qua hận thù. Trong đau khổ, con người sẽ dễ có những phản ứng, đó là phản loạn, đó là cay đắng, buồn chán, thất vọng. Nhưng mà nhìn vào biến cố phục sinh, chúng ta thấy ngay cả con Thiên Chúa đấng thánh, đấng vô thể tích là chiên vẹn toàn, ngài là đấng vô tội, thế mà Thiên Chúa để cho ngài phải gánh tội trần gian, phải để cho ngài phải gánh đau khổ, phải cho ngài bị gánh chết nhục nhã. Nhưng mà với biến cố phục sinh, Chúa cho chúng ta thấy tình yêu vượt thắng sự hận thù. Tình yêu soi chiếu cho chúng ta nhìn mới vào đau khổ, sự dữ, để chúng ta có cơ hội thanh luyện bản thân chúng ta, có cơ hội để chúng ta có thể hiệp thông với cuộc khổ nạn của Đức Kitô, có cơ hội để chúng ta thánh hóa và kéo ơn Chúa xuống cho mình, cho người khác, một cơ hội với cái nhìn tích cực chứ không phải là những phản ứng tiêu cực. Tin mừng phục sinh mà gọi mình chúng ta trở nên chứng nhân rao giảng và làm chứng cho tin mừng đó. Trong bài đọc một cái sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta nhìn vào gương sáng của Thánh Phêrô, chúng ta đã biết câu chuyện chính ngài là môn đệ thân yêu của Đức Kitô, thế mà trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, Thánh Phêrô người môn đệ đã từng thề thốt con sẽ chết thí mạng vì thầy, thế mà ba lần đã chối thầy trước những câu hỏi của những người đầy tớ gái, của những kẻ rất là bình thường, tầm thường, nhưng vì sợ hãi, vì lo mạng sống của mình, vì sợ chết mà Phêrô đã chối thầy ba lần. Nhưng mà quyền năng ân sủng, tình yêu của Kitô phục sinh luôn trao ban cho Phêrô, để rồi Phêrô đã đón nhận lòng thương xót, sự tha thứ của Kitô phục sinh. Và hôm nay chúng ta được nghe bài giảng hùng hồn của ngài trước cử tọa đông người Do Thái. Mặc dù là một ngư phủ thất học, không kiến thức, không giỏi giang về hùng biện, thế mà ngài mạnh dạn can đảm loan truyền tin mừng phục sinh, nói về biến cố phục sinh bằng câu chuyện và nối kết từ trong Cựu Ước, từ việc Đức Giêsu bắt đầu cuộc rao giảng công khai đến cuộc thương khó và sự phục sinh của Đức Giêsu. Nên Phêrô đã loan truyền bằng chính đời sống, bằng kinh nghiệm, bằng trải nghiệm, bằng mắt thấy
thấy tai nghe của mình và Ngài kêu gọi ơn cứu độ ban tràn đầy cho những ai đón nhận tin mừng phục sinh. Và tin mừng đó là cho chúng ta, nhờ tin mừng đó mà chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa, trở nên một thuộc tạo mới trong ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta là một người như biết bao nhiêu người khác, nhưng mà dưới cái hình thức sống như biết bao nhiêu người khác, thể lý, hít thở, ăn uống, vận hành như bao nhiêu người khác, chúng ta mang trong mình ân sủng, máu của Chúa, sự sống, thần linh của Chúa. Và ân sủng và sự sống đó tuôn trào trong tâm hồn của những ai sống trong đức tin, lòng cảnh trong và yêu mến. Và ân sủng đó thì giữ chúng ta sống hạnh phúc, yêu thương, bình an đời này và đạt đến hạnh phúc mai sau, khi mà chúng ta ai đi nữa cũng phải kết thúc cuộc đời này bằng cách thức này, cách thức khác. Nhưng mà chúng ta đã được hứa ban niềm vui và hạnh phúc thiên đàng với Đức Kitô phục sinh. Và chúng ta được nghe trong bài 2 lời Chúa nhắn nhủ với người chúng ta tin vào Đức Kitô phục sinh, đứng và sống lại và lên trời. Chúng ta được mời gọi hãy luôn luôn hướng về trời, tâm trí của chúng ta sống với mục đích là trời cao, bởi vì đó là mục đích cuộc đời của mọi người và những người tin vào Chúa. Chúng ta biết khi chúng ta đặt những suy nghĩ, suy tính của chúng ta lòng vòng trong cái thế giới này với những vật chất, với những toan tính, với những ưu tư, thì chúng ta biết rằng nếu mà suy nghĩ như thế, chỉ đặt mình trong cái nhìn như thế, thì rõ ràng những gì chúng ta đang trải qua trong ngày hôm nay của cơn đại dịch coronavirus, đau khổ, mất mát, sinh mạng, công ăn việc làm, chúng ta sẽ sống trong hoàn cảnh hoàn toàn thất vọng, bất an và sợ hãi. Nhưng mà chúng ta biết rằng tâm trí của chúng ta được mời gọi cuộc sống trần thế này là phương cách để dẫn đưa chúng ta về trời cao. Nên tất cả những gì đang xảy ra cũng là cơ hội, là dịp để mọi người chúng ta nhìn lại cuộc sống của chúng ta, thái độ sống của chúng ta, và chúng ta chuẩn bị như thế nào để đạt đến hạnh phúc nước trời mai sau. Chắc chắn tin mừng phục sinh là một lời thách đố, là một lời mời gọi, cũng là một sự nâng đỡ an ủi cho chúng ta khi mỗi người chúng ta đón nhận bằng tấm lòng khiêm nhường, bằng sự yêu mến và thực hành đời sống của chúng ta. Chúng ta xin Đức Mẹ Maria phụ giúp và cầu cầu cho chúng ta để tin mừng phục sinh chúng ta luôn cử hành trong mọi thánh lễ. Con tin Chúa đã chết đi, Chúa đã sống lại và Ngài sẽ đến trong vinh quang. Và ngày hôm nay tin mừng đó được cử hành thật long trọng. Xin cho tin mừng phục sinh được ban tràn đầy dồi dào trong tâm hồn của chúng ta với ân sủng, hoa trái, sự bình an, niềm vui và lòng nhiệt thành thực hiện thánh ý Chúa trong đời của chúng ta, rồi chúng ta cũng niềm vui hạnh phúc đời này và đạt đến hạnh phúc mai sau. Amen. Kính thưa một đoàn, chúng ta sẽ tuyên xưng đức tin bằng cách lặp lại lời tuyên hứa khi là nhân ký tích thánh tẩy. Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm vượt qua, chúng ta được mai táng với Đức Kitô trong ký tích thánh tẩy để được cùng người sống đời sống mới. Bởi thế, giờ đây thời gian thánh luyện của mùa chay đã kết thúc. Chúng ta cùng nhau lặp lại những điều đã tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, là từ bỏ Satan với tất cả những gì thuộc về nó và trung thành phục sự Chúa trong hội thánh Công giáo.
để sống cho xứng là con cái tự do của Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Thưa, từ bỏ. Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ gian tà không? Thưa, từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ Satan là đầu mối gây ra mọi tội ác không? Thưa, từ bỏ. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Chúa Cha toàn năng đứng tạo thành trời đất không? Thưa, tin. Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là con một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra và chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Thưa, tin. Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin kính Giáo Hội Thánh Thiện và Công Giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông trong Dân Thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không? Thưa, tin. Thiên Chúa toàn năng là Cha Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi và cho chúng ta được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Nguyện xin người ban ơn gìn giữ chúng ta luôn kết hiệp với Đức Kitô để được sống muôn đời. Amen. Tôi đã cây anh chị em thân mến, tin mừng phục sinh ban tràn đầy cho hội thánh và những ai tin vào Chúa Kitô. Chúng ta nài xin Chúa thương ban cho niềm vui, bình an và sức mạnh của đấng phục sinh luôn ban tràn đầy trong tâm hồn của người chúng ta. Với tâm tình yêu mến tạ ơn, chúng ta dâng lời cầu xin. Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng và làm chứng. Xin cho các mục tử trong hội thánh có được kinh nghiệm gặp gỡ sâu xa với đấng phục sinh trong cầu nguyện và đời sống hàng ngày, để cuộc đời các ngài tỏa rạng sự hiện diện yêu thương của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời. Qua biến cố đang xảy ra trên thế giới, xin cho tất cả mọi người nghiệm ra được mọi sự trên trần gian chỉ là tạm bợ và hư vô. Chỉ có Chúa là hằng sống và vĩnh cửu, để từ nay biết tích cực xây đắp kho tàng nước trời, mang lại hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy cảm tạ Chúa vì đức từ bi của người muôn thuở. Xin cho anh chị em đang lìa xa Chúa, nhờ lời cầu nguyện và gương sáng của các tín hữu, được Chúa Thánh Thần dẫn đường về lại với Chúa mà tận hưởng niềm vui phục sinh.
chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa. Xin cho ánh sáng phục sinh của Chúa thấm nhập vào đời sống hàng ngày của chúng ta, đặc biệt cho những ai đang dấn thân phục vụ cho các nạn nhân của bệnh dịch, được niềm vui phục sinh chiếu rạng và vẻ đẹp thánh thiện của Thiên Chúa hiện diện nơi họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho quý anh chị em trong ca đoàn phục sinh, và xin Chúa tiếp tục thương ban cho quý bác, các cô chú và các anh chị trong giáo xứ, ai đang đau bệnh được mau chóng có sự bình phục, sức khỏe, được sự chữa lành. Con xin Chúa tiếp tục thương ban ơn bình an, sự gìn giữ chở che cho chúng con, gia đình chúng con và mọi người trong sứ đạo của chúng con. Lạy Chúa, chúng con hân hoan mừng Chúa Kitô chiến thắng khải hoàn. Chúng con nài xin Chúa thương ban cho chúng con luôn sống trong ánh sáng phục sinh của Chúa, để giữa thế gian chúng con luôn trở nên chứng nhân của niềm vui và bình an của Đấng phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện thì hy lễ của tôi cũng là của anh chị em. Xin Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ tôi thay cha để ta tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, hôm nay mừng đại lễ vừa qua, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ tế này, là lễ tế làm cho giáo hội được tái sinh vào đời sống mới và được nuôi dưỡng cách lạ lùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong ngày cực hạnh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chính vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian, người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đâu sang đây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa nhờ phục Chúa Thánh Thần, soi gương thánh hóa của lễ con dâng xin Chúa đây để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hàng sống và thánh thịnh này để tạ ơn Chúa. Chúng con mãi xin Chúa đoan nhìn hy lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để vui lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và mẫu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dân tin Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, mẹ Thiên Chúa,
các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh, các thánh bổ mạng chúng con và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ân cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Cùng với tôi tới Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Giám Mục Edward chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp chúng tôi nha Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Lạy Cha, xin nhớ đến những tôi tới Cha là linh hồn sơ Marta, các linh hồn Yuse, Ignatius, Yuse, Maria, Paulo, Damien, Anton, Maria, Anna và các đại linh hồn của đoàn chúng con dâng lễ có ứng cầu nguyện cho mà Cha đã gọi ra khỏi đời này về với Cha. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Cha thì cũng được sống lại như người, khi người cho xác kẻ chết sống lại từ bụi đất và cho thân xác mọn hèn chúng con trở nên giống thân xác sáng láng của người. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quý thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin nương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời khi Cha lau sạch nước mắt chúng con. Vì khi được thấy tường tận Cha là khi Chúa chúng con, thì muôn đời chúng con sẽ trở nên giống Cha và sẽ ca ngợi Cha vô cùng. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chỉ nhờ người, với người và trong người mà mọi giãn dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa thành thần đến muôn đời. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
Đây Thiên Thi Chúa, đây đã xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thi Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ đàng hoàng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thờ Chúa ngự trong bí tích mình thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao Đức Chúa vào linh hồn con. Nhưng bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng. Chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trong. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, nhờ mầu nhiệm vừa qua Chúa đã thương đổi mới hội thánh, xin Chúa cũng luôn luôn che chở giữ gìn để hội thánh được thấy ngày sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin được một số thông báo nhắc nhở đến cộng đoàn, đó là hàng ngày chúng tôi dâng lễ ở nhà xứ vào lúc 9 giờ sáng, thánh lễ cũng được trực tuyến livestream. Vào ngày Chủ nhật hàng tuần, thánh lễ sẽ được cử hành ở nhà thờ vào lúc 10 giờ sáng và cũng được livestream qua Facebook và YouTube. Thì cộng đoàn chúng ta để ý các giờ lễ để chúng ta có thể tham dự trực tuyến thánh lễ được tại nhà thờ của xứ của chúng ta. Và bởi vì chương trình của trường giáo lý Việt ngữ cũng như đoàn thiếu nhi thánh thể cũng sẽ được kết thúc theo dự tính là vào đầu tháng 5, và theo hoàn cảnh của đại dịch mà chúng ta đang có nên chúng ta sẽ không có chương trình học của trường giáo lý Việt ngữ cũng như sinh hoạt đoàn thiếu nhi thánh thể trong cuối những ngày tuần này. Như vậy là chúng ta sẽ được nghỉ cho đến hè luôn. Xin quý vị phụ huynh với hoàn cảnh hiện nay chúng ta cũng có thể hiểu, có sự thông cảm và cho sự an toàn của các em, của gia đình cũng như là cho cộng đồng giáo xứ chúng ta. Chúng tôi kêu gọi anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho các quý vị dự tòng không đón nhận các bí tích khai tâm trong dịp này, nhưng mà sẽ là dịp khác khi mà điều kiện cho phép đón nhận các bí tích khai tâm. Chúng tôi kêu gọi anh chị em tiếp tục quan tâm giúp đỡ cho những người nghèo, những mùa chay như chúng ta với thói quen tốt vẫn làm hàng năm bằng cách thức này cách thức khác, để chúng ta có thể hỗ trợ cho họ. Và chúng ta biết rằng cho dẫu cuộc sống chúng ta có nhiều khó khăn hiện tại, nhưng mà vẫn còn có nhiều người có nhiều sự khốn khó và thiếu thốn hơn chúng ta. Chúng kêu gọi với sự hy sinh và bản đài chúng ta thực hiện vừa là đức công bình mà chúng ta có thể đền bù tội lỗi chúng ta, cũng như là đức ái chúng ta thể hiện gắn kết với Chúa trong mùa chay và hưởng niềm vui mà Chúa ban cho trong mùa phục sinh. Với thánh lễ phục sinh ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục cảm ơn những sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ cho chúng tôi, cho nhà thờ trong những ngày này, trong những dịp mừng Tam Nhật Thánh, với sự hiện diện của quý sơ giúp cho thánh lễ thêm phần sốt sắng qua lời ca tiếng hát hay những sự chuẩn bị, và giúp cho phần đọc bài đọc sách thánh và bài hát. Cảm ơn đến anh Vũ Khanh, ca đoàn trưởng, ca đoàn môi lời, giúp cho thánh lễ được thêm phần long trọng sốt sắng với tiếng đàn của ngày lễ vòng phục sinh và phục sinh ngày hôm nay. Cảm ơn đến các anh sĩ và anh Huy Đào, anh sĩ trong ban IT, anh Huy Đào trong ban tiếng mạnh của giáo xứ. Nhờ sự hiện diện phục vụ của các anh mà các thánh lễ được chiếu trực tuyến để giúp cho nhiều người có thể có được sự tham dự thánh lễ khi ở nhà. Xin một lần nữa kêu gọi chúng ta thành viên trong giáo xứ, thành viên trong các hội đoàn, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau, tìm những cách liên đới, hỏi thăm, quan tâm, khích lệ lẫn nhau trong dịp này. Đây là lúc chúng ta thể hiện đức ái và thực hiện đời sống và tinh thần tông đồ của chúng ta dành cho nhau, không chỉ trong giáo xứ, không chỉ trong riêng trong gia đình của chúng ta, mà chúng ta mở rộng ra cho thành viên, những người trong hội đoàn của chúng ta và cho những người khác nữa trong giáo xứ, chúng ta có thể nghĩ đến họ khi mà biết rằng có thể họ có những khó khăn tài chính, hoặc là ít nhất hỏi thăm, khích lệ nhau để nâng đỡ nhau trong hoàn cảnh thử thách này. Nên cùng với các cha thầy trong nhà dòng, tôi xin kính chúc đến mọi người giáo xứ, quý sơ, quý bà và anh chị em lời mừng chúc mừng Chúa phục sinh. Xin Chúa thương ban cho quý vị đủ dồi dào bình an, niềm vui và sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh. Chúc mừng lễ phục sinh. Happy Easter. Happy Easter. Xin cộng đoàn chúng ta với lòng thành tâm cúi đầu cầu nguyện đón nhận phúc lành trọng thể của Chúa phục sinh. Thiên Chúa đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một ngày, xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Amen.
Giờ con mời Chúa cứu chuộc anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người rộng ban, anh chị em cũng được không phần gia nghiệp của người đến muôn đời. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây, nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đáng được đến với người trong nước trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia. Tạ ơn Chúa, alleluia, alleluia. Xin phúc lành lấy số 300 sắc đỏ. Mẹ ơi, giữ đạo con đây, nguyện xin dâng tiễn mẹ từ bi. Xin mẹ luôn đỡ nâng phù trì và thương dẫn dắt trên đường đi. Mẹ cho các đạo linh hồn được lên chôn.